Làm việc thì làm việc với ảnh thì chúng ta sẽ có thêm một cái vấn đề như thế này nữa. Tức là khi mà chúng ta đặt một cái đối tượng vào sen với lại các cột chữ đấy, thì bình thường ra là chúng ta quy tắc hôm trước chúng ta nói là gì ạ? Quy tắc chặn cột đó. Ví dụ đặt một cái ảnh hoặc là chúng ta đặt một cái hình minh họa nào đó. Thế thì về mặt nguyên tắc thì nó đều nằm ở trong hộp cả. File, place, và lấy ví dụ mình lấy một cái ảnh như thế này. Đây ví dụ một cái logo đi, một cái bài viết nó đưa logo một sản phẩm vào. Cái ảnh nó sẽ nằm thế này. Ví dụ nó sẽ nằm như này. Thế nhưng mà cái ảnh của chúng ta nó đang ở cái chế độ là làm sao đây ạ? Nó nằm đè lên trên text của chúng ta và nó che lấp mất một phần text đấy. Và trong trường hợp như này là chúng ta sẽ phải đuổi text ra ngoài. Đó, chúng ta đuổi text ra ngoài bằng cách là chúng ta chọn cái chế độ gì đấy ạ? Wrap. Đấy. Và sau khi chúng ta wrap như thế này thì nó sẽ đuổi, không cho text nằm ở vị trí của cái ảnh nữa. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp là chúng ta mong muốn là chữ nó bị đuổi ra nhưng mà nó đuổi theo cái gì đã, đuổi theo cái hình. Ví dụ cái khung ảnh của chúng ta là hình chữ nhật nhưng mà thực sự ra cái ảnh của chúng ta nó chỉ có phần tròn tròn ở trong này thôi, đúng không? Bây giờ tôi muốn đẩy text ra và text nó bám theo cái hình của cái phần xanh ở trong cơ chứ không phải là theo hình chữ nhật. Thì chúng ta có ba cách như thế này. Một là chúng ta làm thủ công ở trong InDesign. Đây ví dụ này. Để xử lý thì trước hết là nếu mà làm thủ công nhé, các bạn nhìn nhìn cái thao tác này. Trước hết là các bạn đưa cái text lên nằm phía trên cái ảnh đã. Đây. Lúc này thì tôi không cần phải đuổi nó ra, tôi chỉ cần bỏ nó lại theo cái cách là gì đấy, chữ bình thường không bị ảnh đuổi, và tôi đưa cái text này lên trên đây, chọn text nha và object này và arrange và tôi chọn bring to front. Đấy. Thì các bạn nhìn rõ là cái text này của tôi nó nằm lên trên rồi đúng không? Đấy. Thế bây giờ để xử lý thì tôi xử lý thêm một cái như thế này. Các bạn quan sát này, tôi sẽ lấy một cái công cụ tôi vẽ. Tôi vẽ một cái hình đại loại nó như thế này, chạy xung quanh cái hình mà tôi cần nhá. Ví dụ sau khi vẽ xong rồi thì cái này nó sẽ nằm ở đâu? Nằm ở trên cùng đúng không? Nó nằm trên cùng. Tôi sẽ giải quyết bằng cách là chọn cái hình này và tôi cho nó wrap around. Đấy. Thì lúc này cái chữ của tôi nó sẽ bị đuổi ra và nó sẽ nằm dưới đây. Bám theo cái hình này thôi. Bây giờ tôi bỏ cái viền này đi. Không. Lúc này chúng ta sẽ có một phần trống như này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ấy. Ở đây thì chữ của chúng ta đang bị có nền trắng sẵn rồi, tôi phải xử lý lại một tí tiện. Paragraph.
Kaiser. Sẽ đưa lại cái hộp tách như thế này. Em rồi và xem lại cái phần ảnh tí nhá. Đây, đưa ảnh xuống dưới này. Đó. Đưa ảnh xuống dưới thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là chữ nó sẽ nằm như thế này. Chữ nó nằm lên trên. Đó. Tôi sẽ giải quyết vấn đề bằng cách là tôi đưa một cái hình vẽ. Như thế này. Bao xung quanh cái khu vực mà tôi muốn làm. Sau đó thì tôi chọn cái hình vừa mới vẽ và tôi ấn Take Wrap, nhưng chọn theo cái kiểu gì đây ạ, Wrap Around. Đấy, thế thì lúc này thì nó sẽ chính cái hình chúng ta vừa mới vẽ này, nó sẽ đẩy cái chữ ra, chứ không phải là cái ảnh ở dưới nữa. Đấy, và bây giờ tôi làm thêm một cái thao tác là gì đây ạ, cho cái đường viền này bằng 0. Khi đường viền này bằng 0 thì chúng ta sẽ có gì đây ạ, viền mất đi, không có độ dày nữa, mất đi. Và lúc này thì chúng ta sẽ có cái chữ là bị đẩy ra và làm sao lại chạy xung quanh cái hình mà tôi cần thôi, chứ không phải là hình vuông nữa. Cái của tôi hình tròn mà, đúng không? Cái của tôi hình tròn hoặc một hình gì đó uốn éo thì nó sẽ chạy theo cái hình đó. Đấy. Nhưng mà đây là cái cách làm thủ công, cách mà chúng ta sẽ làm chèn thêm một hình vào. Đây, hình này tôi bỏ ra này, tôi bỏ ra một cái thì các bạn lại thấy là gì đây, chữ nó lại nằm lấp lên trên. Đó, đây là làm kiểu thủ công ở trong InDesign. Đấy, cách này thì chúng ta không cần phải gọi bất cứ một thằng nào hỗ trợ cả, chỉ cần vẽ ra xung quanh cái hình mà chúng ta cần thôi. Đây, hoặc là tôi lấy một hình khác nhé, các bạn quan sát thử hình khác này. Đây, bây giờ tôi sẽ lấy cái hình một hình phức tạp hơn một tí nhé. Ví dụ như là chúng ta lấy cái hình này, file này, place, tôi lấy cái ảnh ví dụ đây mà đi. À, thằng này nền trong, nền trong thì chúng ta sẽ xử lý luôn như thế này. Nếu mà đã là nền trong rồi thì chúng ta có thể xử lý cách như sau. Các bạn chọn cho tôi cái chế độ Wrap Around. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn chạy theo cái gì nhỉ? Nó vẫn chạy theo khung hình chữ nhật, đúng không? Đấy, nhưng mà lúc này chúng ta sẽ gọi thêm một cái hỗ trợ nữa như thế này. Đấy, mở cái Take Wrap này ra. Lúc này thì cái bảng Take Wrap này chúng ta mở ra và chúng ta sẽ xử lý nó theo cách là gì ạ? Wrap Tool này. Đấy, đây, detect, tìm kiếm đường viền,
Tìm kiếm đường viền không hỗ trợ cho ảnh PNG vậy thì cũng không được. Nếu vậy thì chúng ta vẫn phải giải quyết theo cách là gì đấy ạ? Để bình thường đi, lại đưa cái ảnh này xuống dưới. Nhưng mà trước khi đưa ảnh này xuống dưới, chúng ta sử dụng cái công cụ này cho tôi, dùng pen nhá. Quan sát cách làm này, vẫn làm thủ công nhá. Các bạn sử dụng cái pen này, các bạn vẽ cho tôi theo cái chiều mà các bạn muốn. Đây, vẽ bằng pen này. Không nhất thiết là nó phải chính xác quá, tại vì nó đẩy chữ thì đôi lúc là chúng ta cũng phải xem là đẩy như thế nào cho hợp lý. Tại vì nếu mà nó ngóc ngách quá ấy, thì cái chữ của chúng ta nó sẽ bị chia nhỏ ra thì trông nó sẽ rất là buồn cười. Đấy, sau khi mà các bạn có được cái hình vẽ mà đại loại là chạy xung quanh cái thằng này thì đây lại lại giải quyết lại cho tôi theo cái phương pháp cũ, tức là lấy cái ảnh của thằng Son Goku này nhá, các bạn đưa nó xuống dưới này, object này, arrange này, send to back này, giấu nó xuống dưới chữ đúng không, sau đó thì chọn cái hình mình ta vừa mới vẽ và chúng ta chọn là gì đây, wrap around object shape. Đấy, sau đó thì các bạn hủy cái gì đấy, hủy cái độ dày của cái hình này đi để các bạn giống đi, thì lúc này chữ nó cũng sẽ làm sao đây ạ, nó sẽ chạy theo xung quanh cái hình của mình. Đây là cách làm mà thủ công nhất, tức là và nó không cần phải sự hỗ trợ của bất cứ chương trình nào, chúng ta chỉ làm ở trong InDesign thôi. Thế còn nếu mà chúng ta giải quyết cái vụ này ở bên Photoshop thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây các bạn quan sát, bây giờ tôi lại bỏ cái ảnh này đi, bây giờ chúng ta lấy ảnh khác nha. Đây, lấy lại một trong những số cái ảnh mà chúng ta vừa mới làm bài trước đi. Ví dụ như là lấy ảnh cô này đi. Ok, đến đây. Bây giờ tôi mới xử lý nó ở bên Photoshop nhé. Chuột phải này, Edit with này, mở Photoshop ra. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một trong hai cách. Cách thứ nhất, giống như vừa rồi tôi vừa giới thiệu với các bạn, tức là chúng ta tẩy cái nền đi, đúng không? Đây nha, tẩy nền này. Đến đây được rồi, thế là được rồi, không cần phải tẩy lách vào đây. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ để trên nền trắng thôi thì không cần phải xử lý đến mức độ đấy. Đóng này, lưu này. Tất nhiên nó sẽ lại hỏi chúng ta. Bây giờ tôi sẽ đặt tên mới cho nó. Tại vì là vừa nãy là ảnh JPEG, bây giờ ảnh trong là ảnh Photoshop, ảnh PSD thì nó sẽ không lưu lè được vào cái file cũ đâu, cho nên chúng ta lưu thành một file mới. Sau khi lưu file mới rồi thì chúng ta sẽ thay ảnh này bằng cách là chọn cái ảnh JPEG cũ này, replace, và chọn lại cái gì đây, cái ảnh mà chúng ta vừa xóa lên. Ok, đến đây thì đã thấy gì đấy ạ, thấy cái nền bị mất đi rồi đúng không? Thế nhưng mà thực tế ra nó vẫn còn rất nhiều ảnh đang bị rất nhiều chữ đang bị giấu ở đằng sau đấy. Đây các bạn muốn xem thì tôi có thể chứng minh luôn. Chúng ta chọn cái ảnh này và chúng ta vào cái phần transparency này, chúng ta hạ thấp
kiểu opacity xuống. Đã thấy chữ nó nằm dưới chưa? Đấy. Thế bây giờ tôi muốn đuổi nó ra, tôi muốn đuổi cái chữ ra thì tôi sẽ đuổi như thế này. Đây, chúng ta chọn ảnh này. Vẫn đánh dấu theo cái kiểu wrap around này. Đó. Thì tất nhiên lúc đầu tiên là nó vẫn sẽ chạy theo cái khung này thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác nữa, như vừa nãy tôi đã làm mà chưa được với lại cái ảnh ảnh PNG. Đó, đây, chúng ta vào Windows và Text Wrap này mở ra. Lúc này chúng ta sẽ chọn gì đây ạ? Detect tự động tìm kiếm cái đường viền. Đấy thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ phân biệt được chỗ nào không có nền và chỗ nào có nền, và nó sẽ đuổi cái chữ ra theo cái gì đấy ạ? Theo cái nền trong. Muốn cho nó giãn ra thêm một tí tẹo nữa cho nó đừng bám sát quá thì các bạn tăng thêm cái này cho tôi. Đấy, thì nó sẽ đẩy chữ ra. Đến đây thì chúng ta sẽ có được cái chữ là nó bám theo gì đấy ạ? Nó bám theo cái hình của chúng ta. Thế còn một phương án nữa cũng vẫn làm ở bên Photoshop, thì đây chúng ta sẽ làm như thế này. Bỏ cái ảnh này ra. Bây giờ tôi đưa một cái ảnh JPEG vừa nãy vào. Đây, chúng ta quan sát. Đấy nhá. Vẫn ảnh JPEG nhá. Và chúng ta sẽ xử lý, cũng vẫn gọi Photoshop ra, nhưng lần này chúng ta sẽ xử lý theo một phương án khác. Chuột phải này, vẫn chọn Edit With này, chọn mở Photoshop. Bây giờ tôi sẽ vẽ bằng Path ở bên này. Đây các bạn quan sát, vẽ sát thì sát, vẽ rời ra thì rời, tùy ý các bạn nhé. Cầu kỳ thì các bạn vẽ sát vào. Sau khi mà chúng ta vẽ xong phát thì chúng ta làm cái gì? Đây, xong phát rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi một cái này, mở cái bảng phát này ra nhá. Bây giờ các bạn thực hiện thao tác đầu tiên là nhấp đúp vào cái phần trống ở đây nhá. Save path thành là path 1. Ok, đấy là một việc. Việc thứ hai là sổ mũi tên này ra. Và chúng ta chọn cái lệnh là clipping path. Ok. Sau đó thì làm gì? Đóng cái này lại. Không. Nó hỏi có lưu các thay đổi này không? Có. Yes. Bây giờ quay trở về đây. Thấy chưa? Lập tức chỗ nào mà liên quan đến path là nó sẽ giấu nền đi. Còn trong phần path thì nó sẽ giữ lại cho chúng ta. Đấy, đấy là cách để chúng ta có thể là lọc giấu cái nền đi, và thông qua đó thì chúng ta sẽ đuổi text theo cái hình mà chúng ta cần thôi, chứ không phải là theo cái hình chữ nhật rất là xấu xí của cái ảnh. Đấy. Như thế này thì chữ nó bám theo hình rất là mềm. Đấy, và nó tạo ra một cái sự liên quan giữa cái hình ảnh minh họa với lại cái nội dung bài. Chứ nếu mà cái ảnh mà lúc nào nó cũng vuông vắn ấy, thì cái text nó cũng sẽ có một cái gì đó nó xa cách với cái ảnh. Nhưng bây giờ là cả text cả ảnh nó đều gì đây, chen chúc vào với nhau, nó sẽ tạo ra một cái hình thức gọi là trộn lẫn hai cái, nó sẽ chặt chẽ hơn. Và đến đây thì nhân đây thì tôi cũng nói luôn, tại vì hôm trước tôi có nói với các bạn là chúng ta sẽ giới thiệu một chút về cái, có một bài giới thiệu về cái xử lý cái bìa, đúng không ạ? Thế thì bìa tạp chí thì đây, tôi lại nói với các bạn một cái liên quan như thế này. Đây, chúng ta nhìn một số các bìa tạp chí đây. Thế ở đây thì các bạn sẽ thấy nó có hai cái cách đặt ở đây nhé. Các bạn xem cái này, ví dụ tạp chí này thì cái manchet, cái tên của cái bìa báo đây, hay tạp chí đây,
Thì đây là một cách, tức là cái mang share này nó sẽ được đặt đè lên trên tất cả cái ảnh, đúng không? Đây là một cách. Nhưng cách này là cách thứ hai. Là gì đấy ạ? Mang share nó sẽ nằm chen vào và nó sẽ nằm dưới cái ảnh này, một phần dưới cái ảnh này. Đấy. Thế thì với cái cách như thế này, mang share nằm trên thì dễ rồi, đúng không? Thì các bạn chỉ thả cái mang share nằm lên trên vùng là xong. Thế còn xử lý để mà có được cái mang share nó lại nằm bên dưới cái ảnh thì chúng ta xử lý như thế nào? Từ đây quay trở lại với cái kỹ thuật này thì chúng ta cùng nhau xem nhé. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ảnh đi. À, ví dụ lấy ảnh này đi nha. Này, ví dụ tạm thời lấy cái này nhá. Đây, quay trở về với cái bài này, chúng ta sẽ giới thiệu nhanh luôn về cái kỹ thuật xử lý để làm sao có được một cái bìa tạp chí mà nó lại đặt theo kiểu băng xếp chen vào trong ảnh. File, place. Chúng ta lấy ảnh này vào đây. Bây giờ tôi căng cái này lên. Đấy ạ. Và tôi đặt cái cô này vào trong cái vị trí của cái biển. Ví dụ đây, bây giờ tôi tạo ra một cái băng xét nhé. Đây, ví dụ đây là cái mang xét của tôi. Tôi làm lên đây. Ví dụ đây. Bây giờ tôi muốn là cái mang xét này nó sẽ nằm ở cái vị trí là đây, bây giờ chúng ta xử lý này. Ví dụ như này, đây các bạn quan sát. Đặt lên trên thì thôi, dễ rồi đúng không? Như thế này là xong. Đúng không? Bây giờ tôi muốn là cái chữ này nó một phần nó nằm ở dưới thì sao? Thì chúng ta sẽ làm như thế này cho tôi. Ở trước hết là chúng ta lấy cái ảnh đã. Đó. Chúng ta cùng lấy cái ảnh. Đây, bây giờ tôi nhân bản nó ra thành một cái copy. Đó. Hai cái này có giống nhau không? Khi là bản copy có giống nhau không? Giống hệt về mặt nội dung, giống hệt về mặt kích thước, đúng không? Thế bây giờ chúng ta mới xử lý như sau. Các bạn quan sát thao tác. File open, tôi mở ra và tôi xử lý trên cái copy. Thao tác của tôi sẽ là thế này.
sử dụng công cụ path các bạn vẽ cho tôi cái path và cái vùng cần thiết. Chỉ cần tập trung ở cái phần đầu thôi, tại vì cái phần đầu này là cái phần mà nó sẽ chen vào cùng với lại cái manchet. Thế thôi, một chút thế này thôi, đúng không? Sau khi có rồi lặp lại thao tác như vừa nãy, nhấp nút này, đặt tên là path 1 này, xử lý tiếp bước thứ hai là gì đấy ạ? Clipping path. Ok, đóng lại. Nó hỏi có lưu các thay đổi đấy, tức là bổ sung cái path hay không? Có, yes. Xong. Đến đây, chúng ta làm gì với cái này? Quan sát kỹ nhá. Chọn cái ảnh bìa này, copy này, Ctrl C. Sau đó tôi mới vào edit, tôi chọn là gì đây ạ? Place in place, tức là copy ở từ tọa độ nào nó sẽ dán trả vào đúng tọa độ đấy. Nhưng bây giờ thì sao ạ? Cái ảnh này của tôi nó làm sao? Nó nằm lên trên tất cả đúng không? Nó nằm lên trên tất cả và nó che mất cái manchet rồi. Đến đây tôi mới làm lại cái thao tác này, cho chữ hiện lên này, edit này, place. Lúc này tôi chọn lại cái ảnh và tôi chọn cái gì đây? Chọn cái copy, cái mà tôi đã chỉnh sửa, tôi bổ sung thêm cái path này. Quan sát này, thấy chưa? Chữ sẽ hiện lên. Lý do vì sao? Lý do vì là cái trên này chúng ta vừa dán vào, khi mà tôi thay đổi nó thành cái ảnh thứ hai thì nó chỉ có mỗi cây thủ cấp này thôi. Đây này, nhìn đây này. Thế còn tại sao lại phải copy? Tại vì như thế tôi không còn phải chỉnh nữa, tôi không còn phải làm gì nữa. Tại vì cái copy và cái bản gốc, hai cái là một, hai cái cùng kích thước, hai cái cùng tọa độ rồi. Thì bây giờ đến lúc mà tôi copy cái ảnh nền lên và sau đó tôi thay bằng cái ảnh mà đã được bổ sung path thì nó sẽ trùng khớp nhau luôn, tôi không cần phải làm cái thao tác là chỉnh sửa nữa. Đấy. Sẽ có người bảo là thế tại sao mà không lọng luôn cái ảnh kia để cho nó tách luôn ra. Nhưng mà nếu mà lọng ấy thì các bạn sẽ phải làm rất là nhiều, các bạn phải lọng cả người, mất rất nhiều thời gian. Trong khi mà chúng ta làm như thế này thì chúng ta phải chỉ xử lý một chút ở trong cái gì đấy, ở trong cái phần mà chúng ta tính toán là nó sẽ chèn lên trên cái chữ thôi. Đấy. Nào thử ảnh khác không? Thử lại, chúng ta tìm kiếm thử một cái ảnh khác nhé. Này, ví dụ lấy được ảnh này đi, kích thước bao nhiêu? Rồi, lưu này. Rồi, xem kỹ lại thêm một lần nữa nha. File, place. Tôi lấy cái ảnh này. Đó. Tất nhiên là phải kéo cho nó lớn thêm một tí đấy nữa để cho nó full, nó tràn đầy hết cái này, được chưa? Đến đây, trong trường hợp này thì nên xử lý một tí. À, chữ này thì hơi khó đọc, tôi phải thay đổi màu cho cái manchet một tí nhá. Nhắc lại luôn cái màu của gì đấy nhỉ? Nhắc luôn cái màu chính lên đây, được chưa? Đến đây bây giờ tôi lại mở Photoshop ra này, file này, open này. Nhưng mà trước khi mở thì tôi phải làm sao đây? Tạo ra bản sao đã, làm cho bản sao, đúng không? Thao tác biết chưa? Chuột phải đây nhá, chuột phải kéo nó ra vị trí mới, xong copy here là xong. Đây, mở thằng này ra. Bây giờ liên quan đến cái đoạn này thì chúng ta sẽ lấy path, chúng ta vẽ bao xung quanh cái phần mà chúng ta cần. Đây.
Đấy, đại loại nó chỉ cần phần tròn đầu tí tẹo này thôi. Đấy, đến đây nhập đúp, ok, clipping, ok, đóng lại, yes. Đấy, và bây giờ quay trở lại đây nhá, xem xét lại thao tác này, copy ảnh nền này, edit này, copy này, đây, copy đó, sau đó thì edit, paste in place, dán đè lên trên, thấy chưa, che hết rồi. Bây giờ mới chọn lại cái vừa mới copy vừa paste, place lại vào cái ảnh mà chúng ta vừa xử lý đây. Đấy, lập tức chữ nổi lên ở đây, kết quả view screen mode preview, được chưa? Mang sét lập tức là chui xuống nằm dưới cái đầu, nhìn thấy đã hình dung ra được chưa? Ok, nếu thế thì mọi người thử xử lý thử đi.